Xin chào các bạn đã đến với kênh Xe Tải 365. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang, Hàn Quốc đã phô diễn hàng loạt vũ khí tối tân, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5. Hyunmoo-5 được cho là tên lửa đạn đạo mạnh nhất thế giới không mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Hyunmoo-5 nặng 36 tấn, được trang bị đầu đạn đặc biệt nặng 8-9 tấn, mà các chuyên gia quốc phòng cho biết có khả năng xuyên thủng các cơ sở ngầm kiên cố. Tên lửa có tầm bắn hơn 3.000 km với đầu đạn nhẹ. Tầm bắn của tên lửa có đầu đạn nặng chưa được Hàn Quốc tiết lộ, nhưng theo một số báo cáo, nó có thể đạt tới 300 km. Theo các nhà quan sát quân sự, tên lửa có chiều dài khoảng 15-16m và có đường kính thân là 1,6m. Hyunmoo-5 được thiết kế để phá hủy các trung tâm chỉ huy, căn cứ tên lửa hạt nhân và các cơ sở ngầm khác của đối phương. Đây gần như là một tên lửa đạn đạo liên lục địa, và là tên lửa thông thường mạnh nhất từng được tạo ra. Nhà phân tích quốc phòng Mason nhận xét, nhấn mạnh thiết kế và sức mạnh độc đáo của nó. Hệ thống tên lửa này được cho là sử dụng cơ chế phóng lạnh để tránh làm hư hỏng xe phóng từ các lực đẩy mạnh của động cơ. Tính năng phóng lạnh này rất cần thiết do sức mạnh cực lớn của tên lửa, cho phép xe phóng tiếp tục hoạt động sau khi triển khai. Ngoài dòng Hyunmoo-5, Hàn Quốc cũng đang phát triển và sản xuất hàng loạt các phiên bản khác, bao gồm tên lửa Hyunmoo-2, 3 và 4. Nước này được cho là đang phát triển tên lửa hành trình siêu thanh và các phương tiện bay lướt. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về những hệ thống này vẫn được giữ bí mật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Xe Tải 365. Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video.